Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có được những thông tin thật hữu ích. đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Gia thế khủng của nữ giảng viên Âu Hà My, người vừa tối chồng ngoại tình son xa mạng xã hội, là giảng viên của một trường đại học danh tiếng. Âu Hà My còn sở hữu hai khách sạn sang trọng tại trung tâm thành phố Hà Nội. Sau đám cưới trụt tích vón vẹn 11 tháng. Tối qua, nữ giảng viên Âu Hà My bất ngờ công khai loạt bằng chứng. Tối chồng là Nguyễn Trọng Hưng, nam diễn viên đi qua mùa hè ngoại tình, khi cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Điều đáng chú ý trong bài đăng Âu Hà My cho biết, Trọng Hưng từng được gia đình Hà My cô mang giúp đỡ khi anh vẫn ở một tỷ đồng. Thậm chí bố mẹ cô nàng còn cho nhà thông gian mượn một số tiền lớn rồi từ chối nhận lại. Vậy mà khi Hà My vừa xảy thai trong bệnh viện, Trọng Hưng đã bỏ mặt vợ đến nhà của nhân tình. Bên cạnh đó, khi mẹ vợ khóc ngất nằm viện, anh cũng không một lời hỏi thăm. Hà My chia sẻ, phát hiện chồng ngoại tình, cô tìm đến tận nơi bắt quả tan chồng và tiểu tam. Theo đoạn video ghi lại, cô nàng không hề đánh ghen mà cư xử một cách khá bình tĩnh. Âu Hà My giảng viên tiếng Pháp tại trường đại học ngoại ngữ, đại học quốc gia Hà Nội. Cô nàng là con một trong gia đình giàu có. Bố mẹ của cô là chủ của nhiều khách sạn nổi tiếng. Từ nhỏ, cô đã nuôi ước mơ trở thành giảng viên đại học. Hà My tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tại trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó cô tiếp tục học lên thạc sĩ và trở thành giảng viên tiếng Pháp tại ngôi trường này. Người ta có câu, nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Có thể nói theo nghề giáo là một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, chịu ảnh hưởng lớn từ bố mẹ. Mình là con một nên luôn theo ý kiến cha mẹ, trước giờ kể cả chọn trường học ở đâu là ba mẹ chọn. Và cho đến giờ phút này mình cũng chưa bao giờ thấy hối hận. Ba mẹm nói nhà giáo là nghề cao quý, hơn nữa sẽ rèn được cho mình nhiều đức tính tốt trong cuộc sống. Thời gian giảng dày, Hà My phụ bố mẹ quản lý công việc kinh doanh gia đình. Cô hiện sở hữu hai khách sạn lớn nằm ở vị trí trung tâm của thủ đô.